Xin chào mọi người. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với mọi người cách đánh số thứ tự tự động trong Excel bằng cách sử dụng kết hợp các hàm if, and và hàm max. Việc đánh số thứ tự tự động thông thường của mọi người là thêm giá trị 1 vào dòng đầu tiên và kéo đến nơi mà mình muốn đánh số thứ tự. Như này thì cái này rất là đơn giản, gọn lẹ và dễ làm. Nhưng mà khi in thì chúng ta sẽ có những ô trống không cần thiết trong bảng in của chúng ta. Vậy nên ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách đánh số thứ tự tự động và loại bỏ những ô trống không cần thiết khi trước khi in. Thì câu lệnh của chúng ta là bằng if max if mở ngoặc B4 bằng giá trị trống thì chúng ta sẽ trả lại là giá trị trống, còn không thì trả lại là giá trị max của A3 cố định của A3 nên có 41 và sau đó kéo thì nó sẽ tự động đánh số tự động những trang đến những nhân viên mà chúng ta quản lý. Giả sử như nhân một số vài nhân viên trong sheet này chúng ta không quản lý mà chúng ta delete đi thì nó vẫn sẽ tự động nhảy số. Và trước khi in thì chúng ta sẽ sử dụng thêm câu lệnh sử dụng thêm thanh công cụ. Trên thanh công cụ có vào phần data và vào phần filter thì chúng ta sẽ loại bỏ được những ô trống không cần thiết trước khi in. Đấy, một sheet tương tự như thế này thì nếu mà sử dụng câu lệnh tương tự như vừa rồi mà chúng ta có một số chứng từ cùng ngày mùng 6 tháng 1 phát sinh. Đây là vừa nghiệp vụ mua hàng chưa trả tiền cho người bán thì sẽ có hai phiếu kế toán trùng lặp nhau như này mà tôi không muốn số thứ tự động một số tự động nhảy mà không có những số chữ từ mà trùng nhau thì sẽ không đánh xem số thứ tự thì chúng ta phải thêm câu lệnh end. Đầu tiên trước với hàm B5 thì chúng ta sẽ là A5 thì câu lệnh sẽ là bằng if mở ngoặc B5 các không thì chúng ta sẽ trả lại giá trị 1 và không thì trả lại là giá trị trống. Tiếp theo với hàm dòng A6 thì câu lệnh chúng ta sẽ phải thêm câu lệnh end bằng if mở ngoặc B6 khác 0 và khác B5 và B6 khác B5 thì chúng ta sẽ trả lại là giá trị là max của cột A5 đến A5 cộng với 1 đơn vị, còn không thì trả lại giá trị là trống. Câu lệnh này được hiểu là nếu mà B6 khác 0 và B6 khác B5 thì chúng ta sẽ trả giá trị là max của khoảng cách từ A5 max của A5 đến A5 với 1 đơn vị, còn không nếu mà câu lệnh này sai thì chúng ta sẽ trả lại là giá trị là trống. Đây chúng ta thấy là nó trả lại giá trị là trống vì ở đây có một điều kiện sai là B6 không khác B5, chỉ có điều kiện đúng là B6 khác 0 nhưng mà B6 không khác B5 thì sẽ trả lại giá trị là trống. Chúng ta kéo copy câu lệnh này và mọi người thấy kết quả của chúng ta là những ô mà số chứng từ trùng nhau thì nó sẽ không tự động cái số tự nữa mà sẽ trả lại là giá trị là trống. Vâng, xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe phần trình bày của tôi về phần cách đánh số thứ tự tự động trong Excel. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của mọi người.